xây trung tâm khoa học hạt nhân. Sau cuộc hội đàm với chủ tịch nước Tô Lâm, ông Putin thông báo hai nước đã ký bản ghi nhớ về xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm với chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Chủ tịch hôm nay, tổng thống Vladimir Putin khẳng định phát triển năng lượng nguyên tử hòa bình là lĩnh vực hứa hẹn trong mở rộng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nga. Một trong các chủ đề trong chương trình nghị sự là dự án xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam do tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga Rosatom tiến hành cũng như đào tạo các chuyên gia nguyên tử Việt Nam tại trường đại học chuyên ngành của Nga, ông Putin nói. Cũng như đào tạo các chuyên gia nguyên tử Việt Nam tại những trường đại học chuyên ngành của Nga. Một trong các chủ đề trong chương trình nghị sự là dự án xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam do tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia liên bang Nga Rosatom tiến hành. Cũng như đào tạo các chuyên gia nguyên tử Việt Nam tại những trường đại học chuyên ngành của Nga, ông Putin nói. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, hành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ của Liên Xô trước đây và Nga, cho biết Nga là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Nga phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, hợp tác tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác song phương và các lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả, sớm đàm phán, nâng cao hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu, cũng như nỗ lực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc do tác động không thuận của kinh tế thế giới nhằm đẩy mạnh thương mại đầu tư song phương. Hai nước ủng hộ tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án then chốt trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp của hai đất nước, luật pháp quốc tế. Việt Nam và Nga thống nhất sớm nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh tại khu vực và thế giới. Hai nước cùng ủng hộ xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế dân chủ, công bằng minh bạch dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc như không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mới, mở rộng, bao trùm, minh bạch, công khai, không phân biệt đối xử dựa trên tổ chức thương mại thế giới. Việt Nga ủng hộ cấu trúc khu vực châu Á Thái Bình Dương bình đẳng, không chia tách dựa trên luật pháp quốc tế, thúc đẩy các liên kết kinh tế như APEC, G20, hợp tác kinh tế Á Âu, hoan nghênh Nga hợp tác với tiểu vùng Mekong, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung trên thế giới. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Putin được coi là sự kiện mang tính biểu tượng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Putin tại phủ chủ tịch với những nghi thức trang trọng nhất. Tổng thống Putin gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và có một số hoạt động khác trong chuyến thăm.